Thưa quý vị, sáng ngày 17 tháng 12, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức Thành ủy về kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng năm 2020 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc 3 nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 do Ban Thường vụ Thành ủy giao, tiếp tục tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương, nghị quyết quan trọng của Trung ương và Thành ủy như nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về nêu gương, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử. Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức Thành ủy cũng kiến nghị một số vấn đề như đề nghị Thường trực Thành ủy, chỉ đạo Văn phòng Thành ủy phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy trong công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin tại các cơ quan khối Đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố. Việc sửa đổi, ban hành mới quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham mưu giúp việc Thành ủy về việc xây dựng phần mềm quản lý, đánh giá tổ chức Đảng, đảng viên, một số bất cập khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực của Ban Tổ chức Thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh vai trò tầm quan trọng của công tác tổ chức cán bộ trong công tác xây dựng Đảng trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, nổi lên nhiều vấn đề mà Ban Tổ chức Thành ủy cần quan tâm. Công tác cán bộ là then chốt của then chốt. Bây giờ Đảng ta thì xác định cái đường lối phát triển thì phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Trong đó thì công tác cán bộ là then chốt thì công tác tổ chức xây dựng Đảng như vậy. Mấy cái nỗi lầy hiện nay mà qua thực tiễn ta thấy, một là cái đội ngũ cán bộ ở xã phường, đây là cái cơ quan trực tiếp triển khai những cái vấn đề liên quan tới chủ trương công tác cán bộ, công tác phát triển đảng viên, công tác quản lý đảng viên, công tác hướng dẫn và kiểm tra giám sát cái sinh hoạt chi bộ thì hiện nay chúng ta cũng còn rất mạnh. Cái thứ hai là chất lượng sinh hoạt chi bộ, những vấn đề về quản lý đảng viên, công tác phát triển đảng viên. Cái vấn đề thứ ba là vấn đề xây dựng Đảng ngoài khu vực nhà nước. Nói gì thì nói chứ còn đúng là khó, rất khó nữa là khác. Nhưng nhiều nơi khác người ta làm được, nhiều nơi khác người ta làm rất tốt. Trên cái cơ sở của quan điểm việc xây dựng Đảng hay là việc xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong doanh nghiệp, nói chung phải phục vụ cho cái lợi ích của doanh nghiệp. Miễn làm sao lợi ích của doanh nghiệp, lợi ích của Đảng, lợi ích của người lao động nó đồng bộ với nhau thì mới là câu chuyện khuyến khích và để người ta mong muốn thành lập một tổ chức được. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục nỗ lực trong công tác tham mưu thường vụ, Thường trực Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.